Vào một buổi sáng đẹp trời, có ba người bạn đang ngồi chia sẻ về mục tiêu của mình. Một trong ba người có ý tưởng tạo ra một cuộc thi chạy để xem ai là người chiến thắng. Cả ba đồng ý và nhận lời. Cuộc thi chạy 10 km được cả ba hào hứng và vui vẻ tham gia. Cuộc đua bắt đầu. Ba người bạn cùng nhau xuất phát với sự tự tin rằng chắc chắn mình sẽ là người chiến thắng. Chạy được 1 km đầu tiên, cả ba vẫn trong trạng thái khỏe mạnh. Ba người bạn vẫn giữ vững ý chí quyết tâm để chinh phục mục tiêu. Sau 5 km, sức chạy của cả ba người bắt đầu giảm sút. Một trong ba người bạn cảm thấy mệt và ý chí của anh bắt đầu lung lay. Chạy được thêm 500 m, anh bỏ cuộc vì không chịu được áp lực. Hai người bạn còn lại cũng bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng vẫn tiếp tục. Bây giờ chỉ còn lại hai người, cả hai bắt đầu thở dốc, nhưng ý chí thì vẫn chưa thụt lùi. Chạy được 8 km, thể lực của cả hai đã giảm sút và tốc độ chạy cũng đã thay đổi. Người bạn còn lại tuy mệt, nhưng vẫn cố gắng kiên trì để duy trì được tốc độ của mình. Cuối cùng, đã có người về đích đầu tiên. Người còn lại chạm đích khoảng 5 phút sau đó. Hai người bạn thua cuộc chúc mừng và hỏi lý do tại sao người kia có thể duy trì thể lực và sức bền như vậy. Người bạn chia sẻ: "Trước cuộc thi này, tôi đã chuẩn bị bằng cách tập luyện và học hỏi phương pháp chạy để đạt được hiệu quả tốt nhất." Trong cuộc sống, có 3 nhóm người khi chinh phục mục tiêu của mình. Nhóm thứ nhất được gọi là quay đầu. Mỗi khi khó khăn hay trở ngại đến, họ thường quay đầu thay vì kiên trì tập trung vào mục tiêu. Nên nhóm này thường có rất nhiều mục tiêu nhưng không bao giờ đạt được vì thường bỏ cuộc giữa chừng. Nhóm thứ hai được gọi là chiến binh. Khi khó khăn đến, những người thuộc nhóm này đấu tranh với ý chí mạnh mẽ của mình để đạt được mục tiêu. Họ luôn tự một mình xử lý và giải quyết khi gặp vấn đề. Nhóm thứ ba được gọi là chinh phục. Người chinh phục khi đối diện với khó khăn sẽ hành động bằng cách học hỏi, lắng nghe và luôn luôn chuẩn bị kỹ càng trước khi đương đầu với thách thức. Bạn thuộc nhóm nào trong 3 nhóm người trên? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.